Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức lễ khai giảng khóa tập huấn khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với chuyên đề những vấn đề về thị trường, marketing và bán hàng. Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2022, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ thành lập mới trong tỉnh tăng gần 30% so với cùng kỳ. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch, theo dõi và tổng hợp tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Sở phối hợp với Trường Cao đẳng Kiên Giang tổ chức 3 lớp đào tạo về khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp với các chuyên đề về thị trường, marketing và bán hàng. Lớp học hoàn toàn miễn phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ. Trong 2 ngày học, 37 học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức liên quan đến việc hình thành ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu thị trường, những vấn đề về marketing và bán hàng trong khởi sự doanh nghiệp. Qua lớp đào tạo, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng về khởi sự kinh doanh một cách hệ thống, vững chắc, làm tiền đề để các học viên mạnh dạn mở rộng, phát triển doanh nghiệp của mình trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, khởi sự kinh doanh thành công sẽ tạo ra những việc làm mới giúp phát triển cộng đồng, gia tăng thu nhập quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.